lên bay phất phới luôn, đi tiết. Ok, xong rồi các bạn nha. Đấy, chính Mỹ đo có đem thước ở đó. Ừ, đem thước ở đây đo xem được bao nhiêu phân. Anh nghĩ chắc liệu được 20 không? Cái này là 10 phân. 20. Khoảng 20, khoảng 25. 25. Còn 25. Ừ, cái này 25. 25, 25. Tập 25. Yeet. Cầm thế đuổi. Đấy các bạn nhìn này. Chính Mỹ siêu bé luôn. Chính Mỹ siêu bé. À, em cầm cho chỉ vào, chỉ đen thôi, dùng chỉ đen thôi. Cái loại này gió này lên ngay. Ui giời. Phát một. Được đấy, được đấy, được đấy. Hơi ngớp rồi. Chỉnh lại lèo tí. Chỉnh lại tí là được ngay. Ui giời. Các bạn nhìn chính Mỹ chưa? Bè tí. Về vẩy thêm mấy ít sơn mà nhìn trông đẹp ngay nhỉ. Lên đấy. Lên ác. Lên. Có đuôi không? Có đuôi không? Lên đấy, lên 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 lên. Lên lên. Các bạn nhìn chưa? Lên này. Hai hai hai. Được, được. Lên rồi, lên rồi. Lên rồi, lên rồi. Sao phết rồi đấy. Không đảo luôn nhá. Nhờ. Không đảo luôn. Dây hơi lặng, hơi võng này. Ừ, ừ. Dây chỉ này còn võng. Các bạn nhìn này. Đấy. Chỉ này. Ngon luôn. Ui, lên luôn này. Lên luôn chứ. Lên luôn ngay từ lần đầu tiên. Không cần phải ấy. Các bạn nhìn chỉ chưa? Còn diều thì không nhìn thấy đâu, nhưng tí về thì mình sẽ sơn cái màu vàng đồng vào. Kể cả kiểu lặng hơn một tí nữa vẫn lên bình thường. Ok, bây giờ cho nó màu luôn. Cho nó khô quá. Xịt con này không? Xịt con này không? Vừa chờ cho nó khô ấy nha các bạn. Dẫm cái chó đây cu ạ. À, đút cả tay lên. Lên nào. Lên ác. Nhìn thấy không? Tí 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 tí. Nhìn đây. Có, nhìn đấy. Vẽ tí tí này. Đây có tí tí. Được. Đây được rồi. Đây sao? Đây các bạn nhìn dây nặng phết này. Đây chỉ. Đấy. Cũng gọi là có cảm giác. Ừ, được. Lọ qua như camera. An tâm nhìn không? Đúng cái hình đó. Đấy, lên được đấy. Ok rồi. Thế là diều này làm và thành công các bạn nhé. Chính Mỹ ấy. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, lên lên ngon lên luôn đấy chứ không phải là ấy đâu. Diều này không cần nối thêm đuôi nha các bạn nhé. Vì làm diều chính Mỹ này cái đuôi nó đã nặng hơn tí rồi. Nên là các bạn thả thì không sợ bị quay đâu. Cứ cuộn thoải mái đi em. Để anh kéo cho đoạn này nó vắng. Cái loại này mất bây giờ là phí lắm các bạn ạ. Tại vì cái diều to thì có thể ấy rồi. Nhưng mà diều bé này mất nó hơi phí. Đấy, mình phải cho nó ra đằng đâu này. Thì kéo xuống nó. Kéo xuống nó rồi ấy. Đấy, kéo xuống rồi. Thế, xuống tay luôn đấy. Kéo đi ạ, cứ kéo thoải mái đấy. Đến đây là không sợ nữa rồi. Đến đây là không bao giờ sợ nữa rồi. Về tay luôn nhá. Thành công các bạn nhá, ok. Sau cái video này thì mình sẽ tiếp tục làm các cái video về diều mini cho các bạn xem. Cái video này là con chính Mỹ này đã lên thành công. Các bạn nhìn ra dáng này, chiêm ngưỡng lại một lần nữa này. Đấy, giá các bạn nhìn rõ không? Nhìn rõ không? Đấy. Đấy, bị tí điều đấy. Ok, rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhá. Video này tạm dừng thôi các bạn. Đó, nhớ để lại cho anh em mình xin một đăng ký kênh nhá. Nhớ like và chia sẻ video. Ok, cảm ơn.
hẹn gặp lại. Đi về thôi.